Hello Universe, welcome back to my planet. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của tớ. Ngày hôm nay như mọi người đã thấy dưới tiêu đề thì hãy cùng tớ đi khám phá thành phố, không phải thành phố, tỉnh Thái Nguyên nhá. Chào mọi người. Bây giờ đang là 7 giờ tối ngày thứ 6 và tớ thì đang trên phía tớ thì đang chờ xe đến đón để lên Thái Nguyên. Công chuyện đấy là tớ vừa bị ngã xe như này. Có bên kia không? Có bên kia. Mà tại sao mày có thể ngã đập cả quỳ cả hai cái xuống vậy mà? Em không biết, em chỉ biết đến lúc em mở mắt ra em đã nằm dưới đất rồi. Nhưng mà tớ vẫn quyết tâm là tớ sẽ đi chơi. Thế là lúc mà tớ xin mẹ là con sẽ lên Thái Nguyên thăm bạn thì mẹ tớ đã hét lên như thế này. Con đi lấy chồng luôn đi. Tuần nào cũng đi, chẳng có tuần nào là không cả. Nhưng mà tớ thì tớ vẫn sẽ đi thôi. Nên là let's go. Bây giờ thì tớ vừa mới đến Phổ Yên Thái Nguyên và đang chờ Bích Ngọc ra đón. Cũng hơi tối một tí, cũng hơi sợ bị bắt cóc. Nhưng mà xong rồi nhớ ra trông mình không giống con gái lắm nên chắc không sợ. Ta đã vụng về đánh mất đôi ba lời hứa không tên, mong tình yêu mãi. Xin chào mọi người, tôi vừa đến nhà của Gián và tôi nhìn đến cái phòng này tôi tưởng đấy là phòng quần áo của bạn tôi. Nhà bạn tôi đang bán quần áo, cái này xem bao nhiêu tiền không biết, để nó xem là để tôi nhắc theo chân mình vẫn vừa. Nhưng bây giờ bảo mày lên Hà Nội ấy, mày có chán? Kiểu ta lên Hà Nội ta cảm giác bị ngược ấy. Vì ngược đông à? Ừ, đông xe cộ quá. Bước 4. Hôm đấy còn học ở Hà Nội 4 năm rồi. Nhưng mà tao cũng về quê được 3 năm rồi. Ừ. Bây giờ bọn tao mà lên trên này ở thì chán. Ừ. Không gì chơi. Còn gói gọn hết ở trong văn phòng ở đâu. Ừ. Người số 5 nha, toàn những người ngồi gói gọn trong văn phòng. Ừ, chán hơn. Nghe được đầu tiên áp lực phết nhỉ? Ừ. Thế mình nhờ mày đi làm ấy, là đi bao nhiêu cây? Gần không? Tí nữa tao dẫn về đấy. Tham quan ở Samsung Thái Nguyên. Ê, tí cho tôi đi qua thăm trường các bà bạn đấy. Ừ. Ừ, tao dẫn mày đi qua trường rồi đấy. Sống vô tư cho đời ta vô thường, đâu cần một vài ca tình yêu cho đời ta thêm đám say, đâu cần một vài ca tình yêu cho lòng ta thêm nhát cay. Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây, nhìn biết tiếng chân trời quá xa, nên ban mai vang tên ta dịu dàng. Ta đã đầm ba đã tầm ba lại, ta đã đầm ba đã tầm ba lại, ta đã đầm ba đã tất cả. Bye bye. Tớ vừa mới đến thành phố Đại Từ và đến homestay khoảng vài chục phút trước. Và như mọi người có thể thấy xung quanh đó là đồi chè rất là đẹp và rất là yên bình. Thực ra là tại vì tự nhiên chân đau ấy, nên là chuyến đi này của tớ cũng hơi vất vả một tí. Và tớ thì vẫn đang rất là phân vân xem ngày mai có nên leo thác hay không, bởi vì tớ đã lên plan cho chuyến đi này phải trước cả tháng giờ rồi nha, tôi cũng háo hức ấy. Và tự nhiên bây giờ đến nơi rồi cũng không được leo thì... Thế là tôi đã phân vân suy nghĩ mãi. Nhưng mà cái lúc mà tôi vừa mới đến đây gặp bạn, không biết là chủ hay nhân viên homestay, bạn ấy đón tôi vào. Thì bạn ấy có hỏi thăm về cái chân của tôi, tại vì tôi có kể với bạn ấy trên inbox. Thì tôi không biết là có đi được hay không. Thì bạn hỏi thăm cái chân của tôi và tôi bảo bạn ấy là tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đi hay không.
thì bạn ấy có nói một câu mà tác động khá là lớn đến tớ. Bạn ấy bảo tớ là thôi bây giờ cậu cứ về homestay nghỉ ngơi đi, xong rồi sáng ngày mai dậy vì cảm xúc, muốn đi thì đi mà không muốn đi thì cứ ở đây nghỉ dưỡng, đừng nghĩ nhiều, không phải nghĩ nhiều làm gì cả. Và mọi người biết thì không, có một cái điều rất là trùng hợp, đấy là tớ dở cái quyển sách tớ mang trên Kindle ngày hôm nay ra thì nó có một cái câu như này: Never make things more complicated than they need to be. Don't think too much and ideally not at all. Tức là cái này rất là giống với những cái gì mà bạn ý vừa mới nói với tớ ấy. Thế là tớ đã nghĩ là tại sao có mỗi cái chuyện đi hay không đi mà mình lại cứ lăn tăn suy nghĩ mãi, khổ sở với nó như thế. Sướng khổ là do tâm mình ấy. Mà chuyến này tớ đi một mình, thế nên là tớ rất là linh hoạt thôi, cũng không có ai để phụ thuộc vào tớ cả. Thế nên là cũng chẳng có gì để mà phải đắn đo nhiều. Sáng ngày mai tỉnh dậy cảm thấy sức khỏe đủ và muốn đi thì sẽ đi, mà không thì sẽ nghỉ ngơi và mình sẽ quay trở lại vào một dịp khác. Nên là hãy cùng xem là sáng mai thì tớ có muốn đi hay không nhé. Còn bây giờ thì tớ sẽ enjoy cái moment đấy đã. Nên hãy ngắm cảnh cùng với tớ nhá. Như ta không tồn tại, như cơn gió vô hại. Chợt nhìn sang ngoài kia ai như muốn cứu mình, như anh không dừng lại, chỉ tiếng nói vọng. Ở đây thì hơi lẫn tiếng suối một tí nha, không biết mọi người hôm nay tớ rõ không, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, được nghe tiếng suối là thích rồi. Và sáng nay tớ vẫn đang đi suối, nhưng mà không phải là đi suối Cửa Tử mà ban đầu tớ plan, mà bởi vì chân tớ khá là đau, xong rồi tớ nghĩ là cũng không nên cố để làm gì ấy, chẳng có vấn đề gì quá là to tát phải nghĩ nhiều cả. Thế là cái bạn chủ homestay vậy đã dẫn tớ ra một ngọn suối không có ai. Thế nên chính xác bây giờ tớ đang thực sự ở một mình giữa thiên nhiên, đồi núi, và tớ đã cảm thấy vô cùng sung sướng tại vì tớ được ở một mình. Ok, tớ sẽ chill ở đây thôi. Nhưng ta không dừng lại, chỉ biết nói vòng lại. Và đây cũng là cái câu mà bạn chủ homestay nói với tớ cái lúc mà tớ bảo là tớ bị ngã xe và có thể là tớ sẽ không thể đi được ấy. Thì bạn ấy bảo tớ là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Có thể là với nhiều người thì câu đấy nó sẽ là khá là xã giao và chả mang
ý nghĩa gì, giống như kiểu câu là đừng buồn nữa hãy vui lên ấy. Nhưng mà thực ra là với một người đang có một ngày rất là tệ, khi mà nghe cái câu đấy thì đã cảm thấy ấm lòng rồi. Và có lẽ là mình cũng chỉ cần như thế thôi. Bởi vì khi mà mình đang buồn thì tôi nghĩ là khó có ai có thể nói một câu gì đấy là mình vui ngay lên được, đúng không? Thì có những câu động viên thì đã là tốt lắm rồi. Thế nên là tớ đang ngồi đây cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và muốn lan tỏa điều đấy đến với mọi người. Và nếu như mà bạn đang có một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hoặc thậm chí là một quãng thời gian không hạnh phúc lắm, không vui vẻ lắm, có một quãng thời gian rất là tệ, thì đừng lo, không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tại vì loài quỷ đem hạnh phúc đi giấu và loài người cứ mãi biết đi tìm, nhưng mà không biết là loài quỷ giấu hạnh phúc ở bên trong mỗi chúng ta. Nên là hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhé. Và có một câu mà chú Ba đã viết mà tôi nghĩ là khá nhiều người biết rồi. Tôi không nhớ cụ thể câu đấy là như thế nào nha. Đại loại nó là khi mà cuối ngày đi về nhìn vào trong gương và đấy là người gần nhất mà ta không thương. Nên là thương người như thể thương thân, nhưng mà hãy thương thân như thể thương người. Have courage and be kind to everyone else and also to yourself nhé. Khi nào mà tôi quay trở lại Đại Từ, quay trở lại suối Cửa Tử, đi check thì tôi sẽ review với mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn đến nghỉ dưỡng như tớ thì có thể tham khảo homestay Linh Đan ở dưới description box. Còn bây giờ thì chắc là tớ sẽ chuẩn bị phải đi về Hà Nội để thứ hai đi làm đây. Vlog hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé. Bye bye.